Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức chương trình quay số trúng thưởng cài ấp ngay quà liền tay với tổng trị giá giải thưởng lên đến 70 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tri ân khách hàng thường niên nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12, đồng thời chia sẻ với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chương trình được tổ chức đúng theo quy định phòng chống dịch bệnh, có sự giám sát của Sở Công Thương. Chương trình quay số trúng thưởng cài app ngay quà liền tay của Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu dành cho khách hàng đang sử dụng điện đã cài đặt và đăng nhập thành công app CSKH EVNSPC trên điện thoại di động từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Kết quả quay số có 31 khách hàng trúng thưởng, trong đó một giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về khách hàng Lê Thị Thu, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 5 khách hàng đạt giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. 10 khách hàng đạt giải 3, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, và 15 khách hàng giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Các giải thưởng sẽ được Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đến tận nhà khách hàng trúng thưởng thông qua điện lực các huyện, thị xã, thành phố.